Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái CV nó đơn giản như thế này bằng cái phần mềm Illustrator CC 2018 thôi. Rồi sau khi hoàn thành xong thì nó sẽ như thế này đây. Rồi đầu tiên thì các bạn bật cái phần mềm Illustrator lên và các bạn vào File New. Chúng ta tạo một file mới. Đây thì các bạn click vào mục của Green này. Thì các bạn sẽ nhập đây, các bạn click vào thằng A4 này, rồi các bạn sẽ cho cái kích thước nó giống như thế này. Cái color mode này thì các bạn cho nó là CMYK, rồi chúng ta nhấn click. Rồi các bạn sẽ làm việc trên cái file này. Thì ở đây thì mình sẽ làm trực tiếp trên cái file này luôn cho chúng ta, cho các bạn dễ hình dung này. Rồi đầu tiên thì mình sẽ làm cái hình nền này. Đó. Rồi các bạn sẽ dùng viết thằng Go Tool nha. Rồi các bạn vẽ một hình. Các bạn sẽ vẽ một hình chữ nhật nó như thế này. Rồi ở đây cái màu sắc thì mình tô cho nó là màu này này. Ta nhấn OK nha. Rồi cái màu viền thì các bạn tắt nó đi này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vẽ những cái đường như này này. Đó, các bạn để ý này, những cái đường như này này. Rồi các bạn sẽ dùng pen tool nha. Click ở đây một điểm này, ấn giữ phím shift chúng ta click điểm thứ hai. Sau đó các bạn nhấn enter này. Rồi đây cái màu viền thì mình sẽ tô cho là màu này. Ta nhấn OK này. Rồi cái mục drop này thì mình sẽ cho nó là 1.5. Các bạn nhấn enter nha. Rồi các bạn phóng to nó lên này. Các bạn để ý này, ở đây thì nó không có bo tròn này. Thì các bạn click vào drop này này. Các bạn click vào đây thì nó sẽ bo tròn cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ chọn thằng Selection Tool này. Các bạn đưa nó vào đây và chúng ta xoay nó như thế này. Rồi tiếp theo thì các bạn click vào đây này, các bạn ấn giữ phím Alt này, ta đưa nó như thế này. Rồi tương tự mình cũng sẽ ấn chữ phím Alt và chúng ta đưa nó ra như thế này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ chọn toàn bộ như thế này. Đó, các bạn sẽ ấn chữ phím. Ở đây thì cái hình nền này các bạn để ý này. Cái nền này này. Thì các bạn vụt vào cái mục layer này. Đó, các bạn khóa nó lại. Đây. Đó, các bạn click vào biểu tượng khóa này này. Nó đây khi mà mình bôi như thế này thì cái hình nền bên dưới này nó không có tròn. Rồi, tiếp theo thì các bạn ấn giữ phím Alt, chúng ta nhân đôi cái đối tượng này lên và các bạn xoay nó như thế này. Rồi các bạn đưa nó vào đây. Đây, các bạn đưa nó vào đây. Rồi tương tự ở đây thì đây mình sẽ hình này là mình sẽ đưa nó vào đây. Rồi cái hình này mình sẽ kéo nó xuống như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt những cái phần dư thừa như thế này này. Đó, các bạn sẽ click vào cái thằng các bạn bôi cho hoàn toàn bộ này. Đây,
Rồi các bạn nhấn Ctrl G để chúng ta gộp nhóm nó lại. Sau đó các bạn sẽ dùng Rectangle Tool này. Các bạn vẽ một cái hình vuông nó như thế này. Đó, ở đây thì các bạn tắt màu viền đi và các bạn cũng sẽ tắt cái màu nền đi. Sau đó các bạn click vào đằng Selection Tool này. Các bạn ấn giữ phím Shift click vào cái hình này này. Đó. Rồi các bạn click phải chuột. Các bạn chọn thằng click bình mát này. Rồi thì những cái hình thừa bên xung quanh thì nó cắt cho mình rồi. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ dùng Tile Tool. Chúng ta ghi nội dung vào. Đầu tiên các bạn ghi tên vào. Đây thì mình sẽ chọn cái phông chữ là UTM Avo này. Ở cái size này thì mình sẽ cho nó là 30 thì chúng ta nhấn Enter. Rồi các bạn ghi tên vào nha. À. Rồi các bạn bôi như này. Ở đây thì các bạn sẽ click vào đây, các bạn sẽ tô màu này cho nó này. Rồi chúng ta nhấn OK nha. Đó, các bạn sẽ đưa nó vào đây. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vẽ cái hình này. Cái hình lục giác này này. Thì các bạn click vào cái thằng Selection Tool này. Các bạn chọn Polygon Tool này. Các bạn ấn giữ phím Shift chúng ta click như này. Đó, ấn giữ phím Shift chúng ta vẽ một hình như này. Rồi các bạn đưa nó vào đây. Rồi tiếp theo thì các bạn đưa cái hình của các bạn vào này. Ở đây thì mình sẽ vào file. Ở đây mình sẽ cho cái hình của mình vào này. Đó. Các bạn bôi như này. Đó, các bạn nhớ này. Ở đây thì cái hình này có dấu x như này này. Các bạn click vào thằng Embed này này. Đó. Thì nó sẽ tắt cái dấu x đi. Và cái link hình này này. Khi mà các bạn còn dấu x á, thì các bạn gửi cái file này cho nhà in thì nó sẽ không có cái hình. Các bạn click vào thằng Embed này thì nó sẽ mất cái dấu x này đi. Và chúng ta gửi cái file thì nó gửi luôn cái hình đi nha. Rồi tiếp theo thì các bạn click vào cái thằng hình lục giác này này. Các bạn click file chuột. Các bạn vào cái thằng Ring này này. Đó. Các bạn vào mục Ring to Phone này. Đó, thì các bạn đưa cho nó lên trên cùng. Các bạn đưa cái hình này vào. Các bạn ấn giữ phím Shift chúng ta chọn hai cái đối tượng này này. Các bạn click phải chuột này. Chọn click pin mask này. Đó. Khi mà các bạn muốn chỉnh sửa cái hình bên trong ạ thì các bạn click đúp chuột vào này. Đó. Các bạn có thể phóng to lên cũng được này. Rồi tiếp theo thì các bạn vẽ cái hình này thì tương tự chúng ta cũng sẽ dùng Pen Tool này. Bạn phóng to nó lên. Rồi ở đây thì mình sẽ click một điểm này này. Đó, các bạn click điểm thứ hai này. Rồi chúng ta nhấn Enter. Cái màu viền này các bạn click vào này này. À, mình sẽ cho nó là 1.5. Và nhấn Enter này. Rồi ở đây thì cái viền vo tròn này. Rồi các bạn ấn giữ phím Alt này, chúng ta đưa hình này vào đây. Đó. Rồi các bạn cho nó ngắn lại. Rồi tương tự các bạn chọn hai cái hình này này. Rồi chúng ta ấn giữ phím Alt này. Các bạn kéo nó xuống đây. Rồi chúng ta xoay nó như thế này. Rồi các bạn bôi tròn như thế này, chúng ta nhấn Ctrl G, chúng ta gộp nhóm nó lại.
Rồi tiếp theo thì mình sẽ ghi tile tool này, mình sẽ dùng tile tool này. Đây thì mình sẽ ghi là thông tin này. Rồi ở đây cái phông chữ này là UTMA vô này, ở đây thì mình sẽ cho nó in đậm đi. Cái size này thì mình sẽ cho nó 14, ta nhấn Enter. Rồi tiếp theo các bạn cũng sẽ dùng tile tool này. Các bạn bôi tròn một vùng như thế này. Đó. Thì ở đây thì các bạn ghi sơ qua một số cái thông tin của các bạn vào nha. Ở đây thì mình chỉ làm mẫu như thế này thôi. Rồi tương tự bên này cũng vậy, mình sẽ ghi cái mục liên hệ. Rồi các bạn lưu ý này, cái nội dung của các bạn là các bạn đừng có đặt sát như thế này nha, các bạn cho nó lùi vào trong này chút xíu này, để cái phòng khi trường hợp mà người ta in nó bị lệch chút xíu á, thì nếu cái chữ của các bạn mà nó nằm bên ngoài á, thì nó sẽ bị mất cái nội dung đi, thì các bạn cứ cho nó xích vào trong này một chút xíu này thì nó sẽ nhìn nó cũng đẹp hơn đó, mà khi mà trường hợp gặp vấn đề khi in thì chúng ta cũng không bị mất nội dung nha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cho những cái icon này vào này, thì mình sẽ dùng cái phần mềm này này, các bạn lên mạng các bạn download cái phần mềm này về nha. Đó. Đây, ở đây thì mình cầm mình kéo vào luôn. Đó. Và các bạn cầm các bạn kéo nó qua này. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift Alt này, chúng ta thu nhỏ nó lại. Các bạn đưa nó lên đây này. Rồi đây cái màu sắc thì mình sẽ tô màu này cho nó này. Đó, chúng ta nhấn OK. Ở đây thì cái icon này hơi to thì mình có thể ấn giữ phím Shift và chúng ta bóp nhỏ nó lại. Rồi các bạn sẽ ghi cái dùng tay tool, các bạn ghi nội dung vào này. Và các bạn đưa nó lên đây nha. Rồi tiếp theo thì các bạn bôi tròn hai cái này này, chúng ta nhấn Ctrl G này. Đó, để các bạn gộp nhóm lại. Tiếp theo các bạn ấn giữ phím Alt này, chúng ta đưa nó xuống này. Rồi ở bên dưới này thì mình sẽ ghi cái mail này. Thì các bạn click vào tile tool này, chúng ta click vào cái mail, click vào cái nội dung này, thì các bạn ghi cái mail của các bạn vào nha. Đó. Rồi các bạn đưa nó vào đây này. Rồi bây giờ cái hình này các bạn click đúp chuột vào này. Đó. Các bạn nhấn delete, các bạn xóa nó đi. Và các bạn cũng sẽ vào đây, các bạn đưa cái biểu tượng mail này vào này. Rồi các bạn kéo nó vào này. Rồi, ở đây thì cái màu sắc thì mình tô lại màu cho nó nha. Nhấn OK này. Rồi những cái còn lại thì những cái tương tự còn lại thì các bạn sẽ làm, các bạn sẽ làm nha, mình chỉ làm mẫu như này thôi.
Rồi tiếp theo thì đến cái phần này thì các bạn sẽ dùng cái thằng Elite Tool này. Các bạn vẽ một hình tròn ấn giữ phím Shift nha. Đó, thì các bạn tắt cái màu nền đi, cái màu viền thì các bạn tôi đó là màu này. Ở cái tróc này thì mình sẽ cho nó là 1.5 đi. Ta nhấn Enter này. Rồi cái màu cái vòng tròn này hơi to, các bạn cho nó nhỏ lại này. Đó, như thế này này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ dùng Pen Tool này. Các bạn click một điểm này, ấn giữ phím Shift này. Đó, click cho đây. Sau đó các bạn nhấn Enter nha. Rồi các bạn sẽ dùng Selection Tool này. Chúng ta đưa nó lên đây. Các bạn bôi hai tròn hai cái này. Thì các bạn click vào cái cành giữa này. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng tay tool chúng ta ghi nội dung vào này. Ở đây thì mình sẽ ghi là giáo dục này. Rồi cái phông chữ này thì mình sẽ cho nó là UTM AVO này, in đậm này. Ở cái size này thì mình sẽ cho nó là 14 nha. Ta nhấn Enter. Rồi các bạn đưa nó vào đây. Đây thì mình sẽ cho nó là 16 đi. Rồi thì các bạn sẽ ghi các bạn học ở đâu thì các bạn sẽ dùng tay tool này, chúng ta ghi tương tự nha. Đó, các bạn ghi rồi các bạn đặt nó vào đây này. Đó. Còn cái hình tròn thế giới này thì các bạn click vào đây này. Các bạn nhấn Ctrl C này, các bạn nhấn Ctrl V này. Đó, thì nó sẽ copy được một cái hình cho mình. Các bạn đưa nó vào đây. Đó. Rồi tương tự những cái còn lại như thế này này thì các bạn làm tương tự nha. Rồi đến cái phần ngoại ngữ này này. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ đây này, các bạn sẽ dùng Edit Tool này. Các bạn sẽ vẽ một cái vòng tròn nó như này, ấn giữ phím Shift này. Đó, thì chúng ta sẽ được một cái vòng tròn như này. Các bạn tô cho nó màu nền cho nó này. Rồi các bạn ấn giữ phím Alt này, chúng ta bạn đưa nó ra đây này, ấn giữ phím Shift này. Đó, sau đó các bạn nhấn Ctrl D này. Đó. Thì nó sẽ tạo ra được một cái hình như thế này cho mình. Còn đối với những cái hình này thì các bạn click vào, các bạn chọn vào đây này. Rồi các bạn đây, các bạn tắt đi. Đó. Các bạn tắt cái màu nền đi. Thì nó sẽ ra những cái hình như thế này. Rồi các bạn chỉ việc các bạn bôi tròn những cái hình này và các bạn ấn giữ phím Alt chúng ta đưa xuống như thế này. Đó. Rồi tiếp theo thì đấy những cái hình như này thì các bạn cũng sẽ dùng Pen Tool này, các bạn click vào Pen Tool này, ta click vào đây một điểm này, ấn giữ phím Shift này. Đó, các bạn nhấn Enter này. Các bạn nhớ này, cái tróc này thì các bạn cho nó là 1.5 nha. Đó. Rồi, tiếp theo thì các bạn cũng sẽ click ở đây một điểm này, ấn giữ phím Shift này, click điểm thứ hai này, ta nhấn Enter này. Rồi các bạn. Này, các bạn ấn giữ phím Shift này. Là nhấn Enter này. Rồi các bạn click vào thằng Selection Tool này. Các bạn đưa nó xuống đây này. Đó. Rồi những cái hình tròn như này thì các bạn cũng sẽ dùng Elite Tool này. Đó, các bạn tròn như này, ấn chữ phím Shift nha. Đó. Ở đây thì cái màu nền thì các bạn click vào cái biểu tượng tắt màu là đi này.
Rồi còn những cái còn lại thì các bạn chỉ việc dùng pen tool, chúng ta click vào đây, ấn giữ phím shift và click vào điểm thứ hai ở đây. Rồi sau khi mà các bạn làm xong rồi sau khi các bạn hoàn thành xong thì các bạn sẽ lưu nó lại, các bạn mở file, các bạn save, các bạn lưu nó lại, hoặc là các bạn vào cái mục, các bạn sẽ vào mục save file này, thì đây thì các bạn sẽ cho nó ra cái file PDF này, đó các bạn ghi là CV, rồi các bạn nhấn save, các bạn lưu nó lại, các bạn tắt những cái không cần thiết như này đi. Các bạn lưu nó lại, ta nhấn OK. Rồi các bạn chờ một chút xíu, nó đang còn lưu. Rồi sau khi nó lưu xong thì các bạn vào mục đây này. Đó, các bạn gửi trực tiếp cái file này cho bên tuyển dụng nha. Đó, các bạn gửi trực tiếp như này. Thì cái file PDF này thì để các bạn gửi qua mail thì trên điện thoại người ta cũng có thể xem được nha. Rồi như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái CV nó đơn giản như thế này bằng cái phần mềm Illustrator. Thì bạn nào mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại bình luận, mình sẽ giải đáp. Nếu thấy hay thì like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều.